Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Bold New Camry. Tejanga Resort and Casino. Tèo Thai Club 714983 Võ Xe, hay 714 983 8693 chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714 891 8028 Mai Phương Beauty and Wellness Center xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714 839 8121 839 8121 Quý vị đang theo dõi phần tin tức của Little Sài Gòn TV qua phần trình bày ngày hôm nay của anh Tuấn Hoàng Trọng Thụy. Thị trường chứng khoán giới đầu tư từ sáng tới giờ hầu như là án binh bất động. Ai nấy đứng chờ đợi không có hành động gì mạnh mẽ lắm. Mặc dù có một số những nhà đầu tư thì bán cổ phiếu bởi vì họ đang hơi lo về. Thưa quý vị, phúc trình việc làm công ăn việc làm của chính phủ Hoa Kỳ dự trù là sẽ đưa ra vào ngày mai. Hôm nay thì có một số có con số liên quan đến số việc làm hoặc là xin trợ cấp thất nghiệp nhưng mà ngày mai theo bản tin ghi nhận là sẽ có con số chính thức để xem coi trong tháng vừa qua tháng 2 chúng ta đã có được bao nhiêu công ăn việc làm mới hoặc là chúng ta mất đi bao nhiêu công ăn việc làm và đó là những dấu hiệu cho thấy là giới đầu tư hôm nay họ đang chờ đợi với những cái tin tức này à, có một cái điểm lạ đó là trong thời gian qua thì họ ngắm tới giá dầu thô nhưng mà giá dầu thô hiện nay lên được 46 sen mà nhưng mà ngược lại thị trường chứng khoán lại tụt giảm mất hết 32 điểm hồi sáng ngày hôm nay và đồng thời đây cũng có thể sẽ là các con số bập bình lên xuống rất là ít trong hai ngày vừa qua thưa quý vị, thứ tư và cũng như thứ năm hôm nay nhưng mà có thể sẽ trồi sụt mạnh mẽ vào ngày mai hoặc từ bây giờ cho đến 1 giờ chiều nay. Đó là những cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ thấy thị trường chứng khoán hoạt động sôi nổi bởi vì cho đến giờ phút này mới quá sớm quá chưa có những tin tức cụ thể để giới đầu tư có thể định đoạt xem họ nên mua hay là bán cổ phiếu và qua đó chúng ta cũng nhìn thấy đó là những người đầu tư họ thấy vàng sẽ là khuyên hướng đi lên trong thời gian tới à và vì thế vàng đã liên tục tăng mạnh trong thời gian qua hôm nay sắp đụng tới mức 1.260 đồng tức là trong thời gian qua nếu quý vị theo dõi Lý Đô Sài Gòn TV quý vị sẽ thấy giá vàng đã tăng đến gần 200 đô la có lúc đó là còn có 1060 thôi là cái giúp mà giá thấp nhất nhưng mà rồi từ từ đã tăng lên có lúc lên đến 50 đô la một ngày rồi tăng hai chục mười đồng hai chục và cứ tăng như thế hôm nay là lên tới một 255 hai trăm năm mươi đồng à, dầu lên được năm mươi ba ba mươi đồng 19 chín sen và thị trường nasdaq chỉ xuống có 13 ba điểm thôi một lần nữa mọi người đang chờ đợi như bản tin chính thức ghi nhận là đang chờ đợi jobs friday thứ hai thứ sáu để tìm hiểu xem có số tỷ lệ thất nghiệp có tốt hay không bởi vì họ nói rằng đó nếu nền kinh tế hoa kỳ đang tiếp tục vững chãi họ nói rằng không cần phải đi lên nhiều nhưng mà vững so với thị trường châu âu và trung quốc điều đó là điều đáng tin cậy cho những công ty của hoa kỳ này tiếp tục làm ăn có lời từ bây giờ đến mùa hè năm nay những hình ảnh mà quý vị uh, lát nữa đây xem sẽ là rất kinh hoàng. Ừ. Vì một camera an ninh ngay tại một cửa hàng bán những uh, loại súng những cái khẩu súng ngay tại Texas đã quay được cảnh một nhóm những thanh thiếu niên bịt mặt khoảng 10 tên đã tấn công một cửa hàng bằng cách đó là những tên này gắn vào cái chiếc xe, dây vào cái chiếc xe và những tên này wow phá cửa, ừ, đây những hình ảnh quay xem rất là rõ, wow, chiếc cửa sập cái cửa hàng luôn, ừ, và mười tên anh thấy sao anh? Thấy. Cái này xảy ra ở đâu vậy? Dạ, nó xảy ra ngay tại khu vực Carter County ở à, tiểu bang Texas, Texas mà dám làm như vậy? Ở, ở tiểu bang Texas thuộc quý vị. Vô cướp súng hay sao vậy? Những à, tên này nhảy vào cướp súng bưng chắc ở đây là tiệm bán súng tiệm bán súng được biết là hơn hàng chục cây súng đã bị đánh ở cấp mức chỉ vài phút sau đó thì những tên này rất là nhanh hình như những tên Đồng này ghê, là giống như là rất là chuyên nghiệp rồi yeah. lấy đi rất nhiều những loại, loại súng hầu hết những tên này lấy những cái loại súng ngắn và kèm theo là những cái viên đạn những cái hộp đạn thật nhiều bán dễ dễ bán nhất yeah. Yeah. hoặc là dễ đi ăn trộm ăn cướp nhất theo như cơ quan truyền thông Quá cho biết người là người. có hơn 50 cây súng các loại đã bị đánh cắp và cho tới thời điểm này thì họ Chỉ đang điều tra, chưa bắt được ai Điều tra, đã được điều tra oh. những tên này như nào? Em nghĩ so với uh, những có cái video này thì sẽ tìm ra sớm thôi. Em ừ. nghĩ là trong ngày hôm nay, tại vì đã hả? có những bản tin update cho biết là lừng ra một số dấu vết à. của những tên này rồi. Chúng tôi sẽ đưa tới quý vị những có thông cả thông tin chiếc xe truck để mà phá cửa. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của ông Mitt Romney, ứng viên tổng thống và thất bại và trước tổng thống Obama. Và tại sao tin tức về ông lại nổi cồm lên từ hôm qua? Lý do đó là trong thời gian qua ông Mitt Romney là người chủ trương đó đã, đã phá Donald Trump mạnh mẽ nhất. Và chỉ còn một vài tiếng nữa thôi, khoảng chừng 9 đến 10 giờ sáng nay tại trường đại học Utah ông là một người theo uh, giáo phái mormon đạo mormon của hoa kỳ chính vì thế uh, tập trung ở tại utah và vì thế ông sẽ có tiếng nói tại đại học này ông uh, cất tiếng nói lên để làm gì thưa quý vị trong nỗ lực là kêu gọi các cử tri đảng cộng hòa của các tiểu bang sắp tới sau ngày thứ ba vừa rồi uh, Người ta cũng không biết tại sao đáng lẽ ra ông phải lên tiếng trước ngày thứ ba. Yeah. Đằng này ông lại <laughs> chờ sau ngày siêu thứ ba để lên tiếng nhằm mục tiêu kêu gọi các cử tri của đảng Cộng Hòa đừng bỏ phiếu cho Donald Trump. Yeah. Ông nói Donald Trump là một kẻ lừa phỉnh, gian dối, dối trá, không xứng đáng để làm Tổng thống nước Mỹ ông nói rằng nếu mà ông Trump mà có vì lý do nào mà lên làm tổng thống, ông chưa nói đến chuyện làm tổng thống, ông nói rằng ngồi cái chuyện mà Donald Trump được chọn ra để tranh cử với bà Clinton thôi cũng là một cái thảm họa cho đảng cộng hòa. Ông tin là hai ứng viên còn lại, mặc dù ông chưa có ủng hộ cho Ted Cruz hoặc là Rubio, có người thì nói rằng ông có khuyên hướng có thể là ủng hộ cho Ted uh, cho Rubio, thế nhưng cho đến giờ phút này trong bài diễn văn theo uh, bản tin ghi nhận của AP Uh, AP đã có được trong tay bài diện nội dung của bài diễn văn này rồi và một lần nữa uh, chỉ nhắc đến cho độc giả cũng như khán thính giả của Leaders Gòn TV biết đó trong bài diễn văn này ông chỉ mục tiêu là bằng mọi cách là lật đổ Donald Trump. Bởi vì Donald Trump trong thời gian qua ông nói đó một trong những điểm có thể gây tàn phá cho đảng cộng hòa đó là hồ sơ thuế của ông Trump bây giờ đó thì ông chưa có đưa ra ông yeah. không cần phải đưa ra nhưng mà đến khi mà đảng dân chủ bà clinton cứ áp lực để đòi ông phải cung cấp cái hồ sơ thuế này đó đó yeah. là cái điểm sẽ gây thất bại nặng nề cho donald yeah. trump và dễ dàng cho bà hillary clinton đắc cử landslide tức là lớn lý do đó ông nói rằng trong hồ sơ thuế của donald trump bởi vì có rất nhiều cái sự lừa đảo yeah. cho nên đó, một ông nói donald trump thực sự không phải là tỷ phú như lời ông ừ. tuyên bố có thể ông chỉ có vài trăm triệu thôi. Yeah. Hai đó, là trong hồ sơ thuế này ông Trump giấu giếm rất nhiều các tài sản và đóng thuế không đủ ừ. và nếu như vậy đó là phạm luật lớn lắm của Hoa Kỳ. Chính vì thế Donald Trump có thể đang đánh lò cò ở trong bụng ừ. rất là sợ và cũng có thể ông không sợ nhưng mà. Nếu bị áp lực đến giây phút cuối đó Thì phải cung cấp cái hồ sơ thuế Bởi vì bà Clinton thì chẳng có gì dấu diếm mà nói đây là hồ sơ thuế của tôi Ai muốn xem cũng được hết Nhưng mà là một ứng viên tổng thống Hồ sơ thuế phải được rõ ràng Ngoài ra đó, ông nói rằng à, Mặc dù là à, Ted Cruz, Rubio à, Nghĩa là cũng không có nhiều người ủng hộ lắm Nhưng mà so sánh ra với Donald Trump á, Thì Ted Cruz và Rubio Kể cả John Kasich hay là Ben Carson cũng có nhiều khả năng Để đúng độ với phía đảng Dân Chủ hơn nữa Đó là những điểm Hiện nay thì thật sự giới phân tích không biết được Cái tầm ảnh hưởng của tuyên bố của ông Mitt Romney như thế nào Nhưng mà chúng ta cũng biết đó Ông là một cái vai vế đã từng được đảng Cộng Hòa đứng phía sau ủng hộ Để mà ra tranh cử với Tổng thống Obama 2008 Chính vì thế mà nhiều người nói rằng trọng lượng này cũng rất là quan trọng Và hy vọng Hy vọng sẽ thuyết phục được các cử tri của các tiểu bang sắp tới đây. Trong vòng 2 tuần lễ tới đây, thưa quý vị, các tiểu bang như Ohio, Florida sẽ ra bỏ phiếu. Và chúng tôi sẽ trở lại gửi đến quý vị các bản tin rất là quan trọng để xem coi. Nếu mà ông Trump không thắng được Ohio và Florida đó, thì ông phải bay đến Los Angeles, California để vận động California. Bởi vì đến lúc đó, California với cái cử tri đoàn trong tay tới hơn 300 phiếu cử tri đoàn sẽ rất quan trọng cho ứng viên Donald Trump. Nếu như ông không thắng đội Ohio và Florida, chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo.